Rồi, cảm ơn các anh. Giờ mình tiếp tục phần chương 3 nha. Chương 3 thì nó sẽ có 6 phần, là phân loại kiểu bonsai sẽ dựa vào tình trạng của cây nè, rồi trọng lượng, rồi dáng thế, rồi số cây, đặc điểm. Và cái thứ 6 là dựa vào chủng loại cây. Dựa vào tình trạng của cây thì bonsai sẽ chia làm được, sẽ làm 4 loại. Thứ nhất là cây nguyên liệu, thứ hai là cây sơ chế, rồi thứ ba là cây bán thành phẩm, và thứ tư là cây thành phẩm. Thì cái nội dung tôi có ghi trên cái bảng đó các anh chị. Chú ý ha, những cái cây nào mà mình tự nhiên đó, mình mua ngoài tự nhiên mình đem về thì nó là cũng là một cái dạng để làm nguyên liệu cho bonsai thôi. Đây, ví dụ như cây này, những cái cây này là những cái cây chúng ta sẽ đem về để có thể làm bonsai tùy theo cái cách mà chúng ta chọn lựa. Rồi, đây là những cái cây đã qua sơ chế, tức là những cái cây đã có cắt tỉa sơ bộ rồi nó đâm chồi, đâm nhánh rồi chút đỉnh vậy đó. Rồi lúc này thì vẫn còn nằm ở trong cái chậu dày ha, trong chậu dày, chậu lớn, tức là trong giai đoạn này là chỉ còn là đang nuôi thôi chứ chưa có tính toán về cái mặt kỹ thuật. Đây là cái cây cần thăng. Cây cần thăng này cũng là cây dạng sơ chế, tức là ta mua về rồi ta cắt tỉa rễ nè ha, rồi ta hạ thấp chiều cao để bắt đầu người ta tính tới cái chuyện là sẽ uống. Ví dụ như đây có thể là người ta đang chuẩn bị là ta chọn đây là cành số 1 đó. Rồi sau đó bắt đầu nuôi cái ngọn cho nó lớn lên để cho nó tạo cái phần là thân đầu voi đuôi chuột nè, rồi tiếp theo mới là làm cành số 2, rồi cành số 3 và những cành tiếp theo nữa. Rồi cái này là bắt đầu là những cái cây này là đã bắt đầu uống tỉa sơ bộ rồi nè, nó là nó chuyển sang là cây dạng là bán thành phẩm rồi đó. Cây này là cũng giai đoạn đầu của bán thành phẩm thôi, cái bán thành phẩm thì sau này nó cũng có nhiều cái giai đoạn khác nó đẹp hơn nữa. Rồi còn đây là cái cây là đã thành phẩm và có thể là đi dự thi được. Nhưng lưu ý, nếu đã thành phẩm rồi thì chúng ta phải gỡ dây chì ra nha. Nếu trường hợp mà còn sót dây chì ở trên cây này thì vẫn còn gọi là, mặc dù là nó hoàn chỉnh hết rồi đó, nó đẹp rồi đó, nhưng mà vẫn nếu mà còn dây chì ha, đây ví dụ còn dây chì thì những cái trường hợp này người ta vẫn gọi là cây bán thành phẩm. Nếu mà đi thi là người ta không chấp nhận, đi thi là phải gỡ dây chì toàn bộ ra hết, dây nhôm ra hết thì mới chấp nhận là đó là cây thành phẩm để mà chấm điểm. Còn nếu còn dây chì là người ta sẽ loại. Còn nếu mà ban giám khảo chỗ nào mà nó dễ dãi chút đó ha thì họ sẽ trừ điểm. Nhưng mà thường thường là người ta sẽ loại, ta không chấm những cái cây đó. Đây là những cái cây thành phẩm. Cây này là dáng trực lắc nè. Đây là dáng trực, cũng là trực lắc luôn. Đây là cái cây xanh. Cây này là cái dạng là dáng cây ôm đá, tức là cái bộ rễ của nó ôm gần như hết cái cục đá này. Rồi còn cái chậu này là chậu làm bằng xi măng, nhưng mà xi măng giả gỗ, tức là làm giống như một cái thớt gỗ nè, một cái một giống dạng như là thân gỗ ha. Rồi dựa vào trọng lượng hay kích thước thì người ta sẽ chia làm 3 loại, tức là loại một tay, bonsai hai tay và bonsai bốn tay. Cái chiều cao này là trước kia, còn gần đây thì cái chiều cao này có thể người ta cho lên tới là 1m8. Rồi còn nếu dựa vào kích thước á, người ta chia thêm một loại nữa, tức là từ cái loại mà dưới 30cm á là chia làm hai, tức là người ta chia là một loại là từ 15 tới 30 và một loại là từ 15 trở lại. Thì 15 trở lại ta gọi là bonsai mini. Đây là bonsai mini nè, là bonsai nhỏ đó, rất nhỏ. Rồi cái này là bonsai tiểu hay là bonsai nhỏ, mình gọi có hai cách ha. Một là gọi là tiểu rồi trung rồi đại, bonsai tiểu, bonsai trung, bonsai đại, hoặc là bonsai nhỏ, bonsai dừa và bonsai lớn. Là nếu gọi tiếng Việt thì gọi tiếng Việt hết, còn gọi tiếng Hán Việt thì mình sử dụng là tiểu trung đại. Đây,
Đây là cái cây bonsai. Nếu mà trường hợp cái cành cành này ha, đây nó, nếu mà trường hợp nó có này, trong trường hợp này có hai trường hợp nè, có người thì người ta chơi đây là làm cái cây cành ngọn ha, cái thứ này làm thân chính thì cái cành này nó sẽ trở thành là cành lá. Rồi nếu mà chọn cái ngọn là cành này thì cái cành này gọi là cái ngọn phụ, đây là ngọn chính. Vì khi một cái cây mà nó nghiêng á, nó nghiêng như đây nè, thì thường thường cái chỗ mà cái cong á, chỗ cái phần mà nó cong của cái thân thân cây đó, chỗ này nó sẽ mọc ra một cái chồi. Cái chồi chỗ này á là nó sẽ phát triển thành lên thành một cái ngọn phụ. Nhưng mà trường hợp này á thì nó hơi lừng chừng. Ví dụ như cái ngọn phụ chỗ này á thì nó lớn quá. Thấy không? Nếu mà chọn này ngọn chính thì cái ngọn này nó hơi lớn. Vì vậy mà cái cây này nếu đi thi á thì nó sẽ không 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 đạt, không không vô giải nổi. Là nếu mà chọn cái dạng là bán thác đổ là đây, từ đây ha, nó cái thân chính là đây, thì cái chỗ này á chúng ta phải làm cho nó cái chi này nè phải thu nhỏ lại. Thì bây giờ là có nhiều cái trường hợp đó là người ta chơi cái dạng cũng hơi tự do vậy đó, tức là không có gò bó như hồi xưa nữa. Hồi xưa thì nó gọi là bonsai cổ điển thì phải dán phải chuẩn theo quy ước tỷ lệ cây cối đó. Còn bây giờ thì chơi theo cái phong cách phong người ta gọi là bonsai dạng phong cách, dạng tự nhiên đó. Thì lúc này người ta uốn tỉa sao đó mà người ta tạo sao cái dáng cho nó cân đối, nó hài hòa, nó giống tự nhiên là họ chấp nhận. Đây đây là cái dạng bonsai bán thác đổ nè. Lưu ý ha, bán thác đổ là khi nào thân cây nó nghiêng so với cái trục vuông gốc mình chọn, mình kẻ một cái đường thẳng vuông gốc từ đây xuống đây. Rồi, thì cái thân cây này nó nằm đây. Chúng ta sẽ nối từ gốc cho tới ngọn lại, thì cái đường thẳng này nè, cái đoạn thẳng này nó sẽ hợp với đoạn thẳng này vuông gốc là lớn hơn 60 độ và nhỏ hơn 90 độ, thì nó nằm ở trong cái dáng là gọi là dáng dáng nằm, dáng bán thác đổ. Rồi nếu trường hợp mà cái cây mà nó thòng á, cái ngọn cây mà nó thòng nó rủ xuống, nó qua nửa nửa cái chậu hoặc là nó qua khỏi cái đáy chậu, thì lúc đó chúng ta sẽ gọi là cái cây là thác đổ. Đây đây cũng là một dạng là phong cách nè. Đây là cái cành này ha, lưu ý trong các loại cành đó thì bonsai nó có tới ba bốn loại lắm. Tức là một cái loại cành là thông thường. Rồi, còn trường hợp này thì người ta gọi là cành này là cành rơi nè. Tức là cành nó mọc thẳng nó xuống, nó nhũ thẳng xuống nè, nó rơi nó thẳng xuống, nó vuông gốc với miệng chậu luôn. Người ta gọi là cành rơi. Còn nếu nó hợp với cái miệng chậu một gốc á, với thân cây chứ, hợp với thân cây một gốc là khoảng 45 độ mà nó dài nó thòng xuống thì người ta gọi là cành lá. Ha, đây là cành rơi. Rồi cái dạng này là dạng zin nè. Đây, dạng này là đỉnh đỉnh chết á. Còn đây là cây mai chiếu thủy, đây cũng vậy. Cây này là cây gừa, người ta gọi còn gọi là gừa tàu đó. Thì cái thằng này nó cũng tương tự như cây si của Việt Nam mình đó. Rồi sau này người ta nhập một cái cây si cũng giống như như vậy nhưng mà của Trung Quốc, thì để phân biệt giữa giống này giống kia thì người ta đặt là cây gừa tàu. Với dân chơi kiểng thì người ta né né cái từ si ha. Si là nó sẽ, người ta nghĩ là si yếu rồi, si sụp rồi đó, do đó người ta không có dùng từ si mà ta dùng cây gừa, ta đổi tên lại là cây gừa tàu. Đây cũng vậy, đây là cây gừa tàu. Còn đây đây là cây dạng liên tùng ha, cây dạng liên tùng. Ở miền Nam mình gọi là dạng liên tùng nhưng ngoài người Bắc á, thì họ gọi là la hán tùng và ngược lại. Cái cây mà mình gọi la hán tùng thì ở ngoài miền Bắc thì họ là gọi là dạng liên tùng. Ở đây là cây nguyệt quế. Rồi dựa vào dáng thế thì người ta sẽ chia bonsai làm 5 dáng căn bản. Đây là cái hình của cái từng dáng. Cái vòng tròn mà màu đen này ha, đường thẳng mà có vòng tròn đen, đây là tượng trưng cho là cái thân cây. Còn cái màu đỏ này là tượng trưng cho là cái trục vuông gốc với miệng chậu tại gốc cây. Đây cái này có hình thì dễ thấy hơn nè đó. Đây đây là cái dáng trực,
tráng trực khi nào mà cái thân cây nó sẽ thẳng đứng và nó trùng với cái trục vuông gốc miệng chậu tại gốc cây, thì lúc này giữa hai đường thẳng này nó hợp thành một góc là alpha bằng 0 độ, nên ta gọi là giáng trực, trực cổ điển, thẳng cổ điển rồi đó. Rồi một cái giáng thứ hai nữa đó, đây là cái chúng ta sẽ nối ha, cái thân cây nó nghiêng bằng cách là chúng ta nối cái ngọn với gốc lại đây thành một cái đoạn thẳng, rồi cái đoạn thẳng này nó sẽ so với cái trục vuông gốc với miệng chậu tại gốc cây đây, một góc alpha là lớn hơn không và nhỏ hơn 30, tức là cái thân cây nó có cái độ lượng nhẹ nhẹ hoặc là nó nghiêng một góc là lớn hơn không và nhỏ 30 độ, thì cái dáng này người ta gọi là dáng cận trực, trực lắc hơi nghiêng. Rồi dáng thứ ba là khi mà cái thân cây nó nghiêng so với cái trục vuông gốc miệng chậu tại gốc cây đây ha, một góc là lớn hơn 30 và nhỏ hơn 60, thì cái này người ta gọi là dáng nghiêng. Rồi dáng thứ tư là dáng bán thác đổ, khi mà cái thân cây nó nghiêng so với cái trục vuông gốc này ha, là một góc là lớn hơn 60 độ và nhỏ hơn 90 độ. Rồi dáng thứ năm là dáng thác đổ, quyền nhai, dáng thòng, lạc thủy rồi đó, nó còn những cái tên gọi khác. Khi mà cái thân cây đó nó sẽ nghiêng so với cái trục vuông gốc miệng chậu là cái màu đỏ này nè, một góc là lớn hơn 90 độ và nhỏ hơn 180 độ, tức là nó nằm trong khoảng này ha. Đó, như vậy. Đây đây là những cái cây dông bonsai mà dáng trực đó, dáng trực, dáng thẳng cổ điển, dáng đứng, tức là cái thân cây này nó phải thẳng măng nha, tức là nó thẳng như là cây cây cột nhà vậy đó, cây cột đèn vậy đó, hay như cái đàn cây vậy đó, thì người ta mới gọi là dáng trực. Đây thân cây nó thẳng như thế này thì gọi là dáng trực. Cái này là trực nhưng mà thêm cái có cái đỉnh chết trên này thì người ta gọi là trực gin. Rồi đây cũng vậy, đây là dáng trực. Rồi cây này cũng dáng trực nhưng mà là cây này là dạng là mới có bán thành phẩm thôi. Các anh thấy không? So với cái thằng này nè, là tàn tượng nó đã hoàn chỉnh, nó cân đối, nó hài hòa. Còn thằng này là nó chưa có quần ngọn nha, cái ngọn nó còn bị cắt ngang là nó chưa có nhọn lên. Ta nuôi chừng nào mà cái ngọn này nó nhọn lên trên này đó, nó thông lên trên này đó, rồi cành nhánh này nó xum xê lên nữa, thì lúc đó chúng ta mới cái cây đó mới đạt yêu cầu. Rồi đây là cái cây cũng đang trong giai đoạn là bán thành phẩm, tức là còn đang uốn sữa đó, đang uốn dây. Cái hột quẹt để đây là để là người ta làm cái thước tỷ lệ ha, để người ta ước lượng cái chiều cao hoặc là cái đường kính gốc của cái thằng này dựa vào cái cây cái hột quẹt. Rồi một dáng thứ hai là dáng hơi nghiêng, tức là thân cây nghiêng so với trục vuông gốc miệng chậu tại gốc cây là một góc là lớn hơn không và nhỏ hơn 30 độ. Cái này là mình gọi là cận trực hay là trực lắc nè. Có nhiều người nhìn vô cái dáng này họ nhập vô là trực trực với trực lắc, họ nhập chung vô thành một dáng một là dáng trực. Họ bỏ cái đó, họ là chỉ là trực nè, rồi nghiêng, rồi nằm thôi, với lại quyền. Tức là họ họ chỉ là dáng trực nè, dáng nghiêng, dáng bán đổ, dáng đổ. Họ bỏ cái dáng mà hơi nghiêng. Hơn nhiên là cái dáng này họ nhập chung về dáng trực hết luôn. Tức là bây giờ có một số người là chia là vậy đó. Nhưng mà thực tế hai cái này nó khác mấy không? Mấy anh thấy nhìn thấy không? Cái này là trực lắc nè, còn trong khi cái trực nè. Đó, cái trực là nó thẳng băng như gì mới gọi là trực. Còn nếu ở thân cây rồi nó có ẩn qua ẩn lại đó thì người ta đưa về cận trực hết, cái hay gọi là trực lắc. Nhưng mà vẫn có hiện tại giờ vẫn có một số nghệ nhân, một số người chơi thì họ nhập cái dáng này với dáng trực thành một dáng một thôi, rồi họ gọi họ trung này dáng trực thôi, trực hoặc trực lắc họ nhập thành một. Nhưng mà theo tài liệu của ông Nguyễn Thiện Tịch, ông Thái Văn Thiện rồi đó, hoặc ông một số tác giả khác đó, thì người ta đều cho ghi nhận là nước ngoài luôn là cũng đều là ghi nhận là bonsai có 5 dáng căn bản. Đây cái này là cận trực ha, cận trực, trực lắc hơi nghiêng. Đây đó, đây là cái mai chiếu thủy, đây là cây tùng, đây là ha, bên đây là cây, mà là cây tùng nè, còn bên đây có thể là cái cây thông, đây là cây dạng niên tùng,
Rồi tới dáng thứ ba là dáng nghiêng. Rồi đây cái cành này người ta gọi cành rơi này nha. Đó. Tức là từ trên này nó nhiễu thẳng xuống này, chứ nó không có một hướng ngang ra đây. Nó nhiễu thẳng xuống đây. Nếu mình so cái phương ha, thì nó là so với cái miệng chậu nè, mình kéo đường thẳng đây thì trên này kéo thẳng xuống là nó vuông góc. Nếu mà nó vuông góc với miệng chậu á thì người ta gọi là cành rơi. Rồi đây cũng vậy, cái trường hợp này là cái có mấy anh nhìn thấy coi nó cân đối chưa, nó đạt tỷ lệ chưa. Cái cây này, cái chậu này quá dày ha, quá dày do với cây. Bây giờ đường kính nó có nhiêu nè, bây giờ mình nếu mình đo từ đây qua đây ha, mình kéo xuống đây từ đây thì cái chậu này có vẻ nó dày quá. Thứ hai nữa nó lớn, tức là nè, nếu mà chiếu cái này xuống, từ đây mình chiếu xuống đây, từ đây xuống đây chiếu xuống đây, thì tổng thể cái này là chậu hơi dày và nó hơi dài. Đây cành này ta gọi là cành lã này ha. Đó, nếu mà nó nghiêng so với một góc với thân cây, một góc là khoảng 45 độ. Cái này cây thông trồng ở trong cái này nè, đó, người ta trồng trong cái phiến đá. Rồi cây này là cái cây bán thành phẩm, cây này thì thành phẩm nè, đó, cây này hoàn chỉnh, cây này đi thi được rồi đó, còn cây này là bán thành phẩm, tức là mới có sưu tập được, mới được có cái phần gốc thôi, còn cái cành này uống chưa có đạt, thấy không? Rồi cành này là cành lã hay là cành rơi? À, nó nghiêng nó xéo xéo vậy ha thì mình gọi là cành lã. Rồi thế là thế nằm nè. Đó. Tức là thân cây nối từ đây đến đây, hạ đường vuông gốc vuông chậu tại gốc đây thì cái này nó hợp với một gốc là lớn hơn 60 và nhỏ hơn 90 độ. Thì gọi là bán thác đổ, bán quyền nhai. Dáng nằm ha. Rồi. Về nguyên tắc tự nhiên cũng vậy, khi mà thân cây nó bị nghiêng đó thì nó sẽ mọc ra một cái chồi và tạo thành đây là cái ngọn này, ngọn gọi là cái ngọn gọi ngọn phụ, đây là ngọn chính. Thường thường cây bán thác đổ với thác đổ thường thường nó sẽ có là theo quy tắc ha, là sẽ có ngọn phụ và ngọn chính. Rồi một điều lưu ý nữa là đối với cái cây dáng bán đổ hoặc đổ đó thì cái bộ rễ, cái phần này nè, cái phần đối diện với phần nghiêng, ví dụ như nó nghiêng bên tay trái đây thì cái phần rễ bên đây nè nó phải phát triển mạnh, gồ ghề gân guốc lên để chi, để mới đúng quy luật tự nhiên. Tức là nó sẽ bảo đảm là cái cây này nó không có bị bật gốc, không có chóc gốc. Thì đúng quy tự nhiên thì bên đây nào mình phải làm sao đó, mình chọn những cây nào bên đây có cái rễ cho nó nhiều. Ha, rễ nhiều chắc chắn thì nó mới hợp với quy luật tự nhiên, cây nó mới đạt yêu cầu. Rồi đây là trường hợp ngoại lệ. Tức là cây nó nghiêng nhưng mà chỗ này nó không có đâm chồi. Ha, cái gì cũng vậy, nó cũng có cái nguyên tắc và có những cái bất quy tắc. Nó chỉ có đọt chính thôi, chỗ này nó không có ngọn phụ. Rồi cây này là cái cây này dáng dáng nghiêng nha, chứ không phải dáng nằm, không có dáng bán độ. Rồi trong trường hợp này thì có thể gọi tùy người ha, có nhiều người bị gì nó nghiêng nè, nó nghiêng mà tới nửa miệng chậu nè, thì phần lớn người ta sẽ gọi là thác đổ, nhưng mà cũng có số nhiều người nói là phải thòng sâu xuống chút xíu nữa thì người ta mới gọi là thác đổ. Cái chỗ này nó lưng chừng tùy theo cái người gọi thôi. Rồi còn cái này người ta còn gọi là tên khác nữa là đổ treo nè, tức là nó đổ nó thòng xuống nhưng mà nó bật ngược cái ngọn lên, thay vì thường thường là nó đổ là nó đi xuôi gì phải không, à nó nghiêng gì xuôi gì, còn này cái tự nhiên cái ngọn nó bật lên, người ta còn gọi cái tên khác nữa là đổ treo. Đây nè, đó cái này là bán đổ, đổ bình thường nè, đổ thường thường là cái ngành cái này là rõ nhất đó. Đây là ngọn phụ nè, rồi đây ngọn chính, nó sẽ theo một chiều. Rồi đây là dáng thác đổ, là thân cây nó sẽ nghiêng một góc là lớn hơn 90 độ và nhỏ hơn 180 độ. Đây, đây là cây dáng thác đổ, dáng quỳ nhai, rồi dáng thòng hay là lạc thủy. Đây đây là ngọn phụ ha, rồi ngọn chính nó nằm đây. Trong trường hợp này là cái chậu không có còn bằng nữa nha. Cái chiều cao chậu nè, người ta chấp nhận là cho cái chiều cao này là nó khác. Cái này cũng gọi là trường hợp là bất quy tắc á. Bây giờ nãy mình nói là chậu, cái chiều cao của chậu là phải bằng hoặc nhỏ hơn đường kính thân thì mới đạt yêu cầu.
Nhưng mà đối với cái dáng thác đổ thì người ta chấp nhận là cho chậu kiểu này. Chứ còn nếu mà trường hợp cái chậu mà nó mỏng mà nó bằng với đường kính gốc thì cái chậu này nó đâu có giữ được cái thân cây, nó sẽ bị bật gốc nó ngã. Đó, cái này ta cũng còn gọi đổ treo nè. Ha, đổ treo. Tức là nó nghiêng xuống rồi nó bật cái ngọn lên, nó có một số cái cành nhánh nằm như thế này. Rồi cái đôn này thì có thể sử dụng là cái đôn bằng cái này là bằng thân cây gỗ nè. À, cái mấy cái gỗ mà nó chết khô đó rồi chúng ta mới mới bật làm bào cái vỏ nó đánh nhá nhám ha, rồi sau đó mình sơn cái lên đây. Đây là cái ngọn phụ nè, đây ngọn chính dán thác đổ. Đối với dán thác đổ thì lưu ý là cái chậu phải cao, ốm mà cao. Thứ hai nữa thường là nó sẽ có cái đôn đây, những cái kiểu đôn để mà để lên. Tại vì không có cái đôn thì cái ngọn này nó sẽ bị chấm đất thì lâu ngày nó sẽ bị hư và bị chết. Do vậy mà đối với cây cây này phải có cái đôn. Rồi đây là cây bùm sụm ha, bùm sụm hay cùm rụm gì đó, đây cũng vậy, nên là cái ngọn phụ, còn đây là ngọn chính. Dựa vào năm cái dáng căn bản thì người ta mới phát triển, người ta mới tạo thêm một số cái dáng khác nữa. Ví dụ như đây, đây là cái cây này là dáng trực lắc nè ha, nhưng mà nó có thêm cái thân uốn dặn thì người ta gọi là trực lắc uốn dặn. Tức là trong một cái cây có thể nó có kết hợp nhiều dáng thế với nhau. Đó, cái này là thân uốn dặn nè. Cây này cũng thân uốn dặn nhưng mà là cái cây này là cái cây dạng là bán thành phẩm ha, tức là chưa có sửa cành cho nó hợp lý. Rồi thân xoắn này, đây là những cái cây mà thân xoắn nè. Đó, thân sắn rất là đẹp. Rồi cái thế là cái dáng là dáng văn nhân. Văn nhân là văn sĩ, nho sĩ rồi đó, nghệ sĩ rồi đó. Thành ra thường thường là nó sẽ ốm, nó mảnh khảnh, nó liêu khiêu. Đa sầu đa cảm giống như mấy ông nghệ sĩ vậy ha. Đây. Đó, gặp những có trường hợp á, là thường thường là theo quy tắc hồi nãy đó là mình phải cành số 1, cành số 2 đúng không? Còn trong trường hợp này là trường hợp là bất quy tắc, là chỉ chừa là một hai nhánh ở trên này thôi, ở dưới này người ta cắt bỏ hết. Hoặc là người ta lúc ta sưu tập đó thì có thể là người ta sưu tập được những cái cây mà ở chỗ này nó không có cành. Còn nếu trường hợp mà mình muốn đôn lại mình chơi đó, nhưng mà cây này thì rất khó nha. Nó được được cái hình dạng đẹp như vậy thì rất là khó tìm, do đó người ta sẽ giữ. Còn nếu trường hợp mình gặp những cái cây khác đó thì chúng ta có thể tự cắt hạ xuống, đúng không? Có thể hạ ngang đây nè, hạ ngang đây người ta lấy cái gốc thôi, người ta dưỡng gốc thôi. Nếu mà gặp cái bộ rễ này, cái bộ đế này nó đẹp đó, mà những cái cây mà dễ tìm, ví dụ như cây nguyệt quế hay cây linh sam nữa ha. Rồi nếu mà ai muốn chơi cái kiểu này thì để thấy trống trống trải quá không không im á thì có thể mình cắt ngang cái dưới này rồi mình tạo dáng lại, mình chơi cái cây 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 lùng. Rồi đây là bốn hình, đây là năm 2008 nè ha, người ta sưu tập được ở trong tự nhiên, người ta bứng về rồi người ta dưỡng lại một năm sau thì nó hình dạng như thế này. Rồi tới 2008 tới 12 là 4 năm sau đó, người ta đưa vô chậu, người ta cắt tỉa, người ta uống thì được cái cây bán thành phẩm. Và 5 năm sau, tức là kể từ ngày hai từ năm 2008 tới năm sau là 2013 nè, thì cái cây này nó mới hoàn chỉnh. Tức là 5 năm sau người ta mới tạo được một cái tác phẩm hoàn chỉnh như thế này. Rồi đây cũng là dáng văn nhân ha. Cái này thì thường bình thường. Cây này là có thể là cái cây bùm sụm nè, hoặc là cây sam, sam núi. Còn bên đây là cái thân này rất là đặc biệt, rất là khó tìm ha. Rồi đây là hình cây thông. Rồi đây là cây tùng.
có thể là cây la hán tùng. Rồi đây cũng dạng đặc biệt luôn, cây thông. Một dáng khác nữa là dáng gió đùa hay là gió lùa. Thì thường thường theo tôi thì gió lùa tôi chia làm hai loại, một cái là suy phong, một cái là bạc phong. Trường hợp này là bạc phong nè, tức là cái thân cây nó nghiêng về bên đây nhưng mà cái cành cây nó quật ngược lại thì người ta gọi là bạc phong. Đây ha, cái cành, cái thân cây nó nghiêng bên phải mà cái cành nó quật ngược lên đó. Đó. Đây, này là rõ nhất nè, nên là gọi bạc phong, tức là thân cây nó nghiêng về bên trái nhưng mà cành nhánh nó quật ngược ra đây ha, gọi là bạc phong. Rồi kiểu cây chổi, kiểu này giờ thì giờ cũng nhiều người chơi nè, là dạng cây tự nhiên. Cái này là nó không có phân biệt là mọi nhánh một, nhánh hai, nhánh ba nữa ha, mà mình uống cái dạng gì tự nhiên đó. Cây này là cây tự nhiên ngoài thiên nhiên nè. Rồi chúng ta sẽ dựa vào đây, dựa vào đó chúng ta mô phỏng lại làm đây cái dạng này cây chổi. Đây. Cây này quá đẹp ha. Cây này giống như mấy cây sao, cây dầu về cổ thụ mà mấy ngoài công viên đó. Đây. Rồi một dạng khác nữa là thân bể bọng, hay còn gọi là Sabamiki. Đây. Đây là những cái tác phẩm rất là đẹp, rất là ấn tượng. Đó, Sabamiki tức là thân bể bọng. Cái này là cái linh sam nè, này tôi chụp ở trên công viên văn hóa Tao Đàn thành phố Hồ Chí Minh mấy cái lần mà hội hoa xuân đó. Thì không biết năm nay có tổ chức không à, chứ nếu mà có tổ chức thì mấy anh cũng nên tranh thủ thì sắp xếp thời gian mà đi tham dự cho nó biết. Nhưng mà thường thường là họ sẽ khai mạc vào ngày 28 Tết. Thì mình trước Tết mình lu bu không đi được thì sau Tết cố gắng là đi trong vòng 1 năm trở lại nha, tới mùng mùng 6 thì bắt đầu người ta kết thúc rồi, chiều mùng 6 người ta kết thúc, mình đi mùng 3, mùng 4, mùng 5 vậy đó. Thì lúc đó cây nó còn đẹp, càng càng sớm là càng đẹp. Thì người ta chấm điểm là lúc 28, mà do đó lúc 28 là cây đẹp nhất người ta sẽ chấm. Rồi sau đó mấy bông mai hay những cây này kia nó bắt đầu nó tàn, với họ canh lá nữa, canh lá mình là lá non mà lá đẹp nó vừa đúng để người ta chấm điểm. Rồi đây cũng là dạng thân bể bọng nè. Rồi tới một dáng khác nữa là thân tróc vỏ hay là lột vỏ, Sarimiki. Đây Sarimiki, cái tiếng Nhật đó, nó gọi vậy đó, tức là cái cành cây nó bị cái thân cây nó bị hư một 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 phần vỏ, nó chỉ còn lại một ít vỏ như thế này. Rồi nếu mà trường hợp này mà chơi, mà những người nào mà thích bên kiểng kiển cổ đó ha, thì cũng có thể người ta đặt thêm một cái tên khác nữa. Đây là cái dạng là long thăng, tức là cái đợt đây là đậu rồng nè ha, nó có cánh nè, nó chuẩn bị nó bay lên nè, gọi là long thăng. Còn nếu mà long gián thì cái đậu rồng nó sẽ chúi xuống. Thứ hai nữa đó là cái phần cái cành nhánh nó sẽ uốn lượn nhiều hơn. Đây đây là dạng là lột vỏ. À, trường hợp này là kết hợp nhiều nhiều dạng nè. Cái cây này là kết hợp là vừa giữa là bể bọng này ha, đây bể bọng nè. Rồi cái này chỗ này lột vỏ còn có miếng vỏ thôi. Rồi đây là zin, zin là đỉnh chết. Rồi nhìn tổng thể thì phần nửa phần sống nửa phần chết. Do đó cái này người ta gọi chung là Tanuki. Tanuki là nửa sống nửa chết, là một cái dáng nó kết hợp giữa là zin rồi bể bọng rồi lột vỏ ha. Đó. Thì thường thường chơi mấy cái này là mình phải bảo vệ rất là kỹ, tức là phải chăm sóc rồi về giữ gìn cho nó kỹ, phải thường xuyên theo dõi này nè, theo dõi ba cái phần gỗ này là nước. Chúng ta phải sơn phết cho nó thường, chứ nếu không là nó sẽ bị mục, bị hư đây. Rồi đây là lột vỏ. Rồi dáng khác nữa là chân nơm, tức là gãy chân nơm. Trong bonsai thì người ta ít có chơi cái kiểu này,
nhưng mà cũng có vẫn còn một số người là thích. Cái này là chơi ở bên kiểng cổ đó. Kiểng cổ thì những người nghệ nhân mà chơi kiểng cổ thì người ta hay nhổ nhóng cái bộ rễ lên, nhóng cái thân cây lên cho cao để mà nó lòi mấy bộ rễ chân nơm này cho nó đẹp. Đây là cây thông, bộ rễ chân nơm. Rồi đây là trường hợp ngoại lệ ha, trường hợp bất quy tắc nè. Hồi nãy mình nói đó, thân mà mọc ngược đó, thân mà mọc quặng giống như vậy nè thì không đẹp. Nhưng mà trường hợp này là dạng quái, dạng quái, dạng bất quy tắc đó, dạng phong cách đó, cho nó mới ông sẽ chơi đây. Nhưng mà lưu ý khi mà một cái cây ha, rồi người ta có thêm để thêm những cái phụ kiện như này nè, có thể để đá nè, để tượng nè, rồi để nước rồi nữa đó, thì cái này không, bây giờ không còn gọi là bonsai nữa mà nó gọi là tiểu cảnh, một cảnh đẹp thu nhỏ lại. Còn nếu bonsai là không có gì hết, nếu gọi bonsai là chỉ có cây với chậu thôi, cây chậu với rêu. Còn nếu mà có tượng, có nước, có đá rồi trong này nữa, có những cái phụ kiện mà gắn thêm vô thì cái này chắc đã thành là bonsai. Ê, xin lỗi, là tiểu cảnh. Đây đây là rễ chân nơm. Rồi một cái dạng khác nữa là rễ bạch tuộc, thì rễ nó bò, nó ngoằn mèo, nó dữ hơn cái chân nơm đó. Đây đây là rễ cái kiểu dạng bạch tuộc nè. Rồi một cái dạng khác nữa là rễ thông, thường thường sẽ gặp ở trên cái cây xanh si gừa sọp. Cái nhóm này là thường thường nó sẽ có rễ phụ, nó thòng xuống. Đây đây là cây xanh nè, bộ rễ nó thòng xuống rất là nhiều đó. Này cũng cây xanh. Cái kiểu này á, cái cây xanh này là người ta chơi là chơi bonsai nè, theo ở miền Nam thì chơi kiểu gì, nhưng mà gần đây ở ngoài Bắc đó là sau này á, ngoài Bắc đó bắt đầu hình thành lên cái này, tức là cái bồn của họ trồng á, họ vẫn gọi là bonsai nè, nhưng mà cái này đúng ra là tiểu cảnh, tại vì nó có nè, có đá nè, có nước nè. Rồi mấy ổng có đặt cái tên thêm nữa là cây cây xanh này, cây xanh dáng làng nè, tức là nó giống giống như cây cây đa đầu đình ở ngoài này, làng miền Bắc vậy đó. Cái mấy cái tác phẩm này là phải dùng xe cẩu thôi, không cách nào khiêng nổi, bề ngang có thể 1 thước, bề dài 2 thước, rất là lớn. Mấy anh vô trong internet ha, chỉ cần gõ cây xanh dáng làng thôi là nó sẽ hiện ra những cái tác phẩm này đó. Mấy này là của mấy ông ngoài Bắc chơi, chứ còn miền Nam mình không có chơi kiểu này, ít chơi đó. Cái này là toàn là đặc sản, những cái sản phẩm này là của ở ngoài miền Bắc. Có một thời mấy cây này là kêu tiền tỷ không á. Rồi cây ôm đá, nếu mà cái cây đó cái bộ rễ nó ôm hết toàn bộ cục đá ha. Đây ôm đá, cái này cũng là cái cây là sơ chế, tức là mới cắt tỉa, mới làm đơn giản thôi. Rồi cái này là mới bám đá nè. Bám đá là sao, khi nào nó bám ở một bên thôi, cái bộ rễ nó bám vào một bên, một phần cục đá thôi, chứ không phải nó ôm toàn bộ cục đá. Đây đây là bám đá. Rồi cây trồng trên phiến đá, tức là không có trồng, người ta hoàn toàn tự nhiên đó, tưởng tượng như là tự nhiên. Thì này có này hai cách, một là cái cây này nó mọc ở trên phiến đá, người ta thấy đẹp quá, người ta mới đục cái cục đá đem về, người ta chế tác, người ta làm lại. Còn cách thứ hai nữa là họ sẽ sưu tập được những cục đá đẹp, sau đó họ đục lỗ họ nhét cây này vô họ trồng. Đây nè, cái cây này nè, cây này có khả năng là người ta thấy nó đẹp quá ngoài tự nhiên nè, người ta bứng nguyên cục đá luôn, người ta đục cục đá về, người ta sửa lại. Chứ mà cái cây mà lớn gì ha, mà đục cục đá nhét vô đây đâu phải dễ, có thể là nó có trong, có sẵn ở trong ngoài tự nhiên đó, người ta đục nó đem về. Rồi cái này cũng vậy. Rồi một kiểu khác là kiểu cành rủ, tức là cành nó rủ xuống ha. Rồi. Đây kiểu cành rủ nè. Đó, cây ra dáng này gọi là dáng cành rủ, tức là không 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 riêng gì liễu nha, nếu mà liễu mình làm gì thì cũng được, nhưng mà những cây khác ví dụ như cây mà cây cần thăng
hoặc là cây nguyệt quế, thường thường người ta sẽ làm cây cần thăng nhiều hơn, là người ta sẽ cũng làm dáng rủi này luôn, nhưng mà là không phải là cây liễu, còn đây là cây liễu có sẵn đây. Rồi đây là cái dạng là cái cây này là hai thân ha, đó đó, cây là cây hai thân nè. Rồi trường hợp này á, là một 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 gốc mà lại hai thân, hai cái này nó khác nhau ha, lưu ý cái này đó, cái này là hai thân hai gốc, còn cái này là hai thân một gốc. Đây cái này cũng vậy, hai thân một gốc, tiếp theo là ba thân, tức là ba thân từ một gốc. Đây ba thân từ một gốc nè, cái này khác ha, cái này kết hợp gì là này là hai thân nè, hai thân từ một gốc, còn này là một gốc. Như vậy là tính ra cái này là cây cây này là hai gốc khác nhau. Rồi cái này là ba ba thân à, tới năm thân. Mấy anh có thấy lạ không, là tại sao không có bốn không có sáu? Thì thường thường cái số cây trong một chậu thường thường người ta sẽ chọn là cái số lẻ ngoại trừ số 2, có nghĩa là gì, là 1 2 3 5 7 9 này. Năm cây, năm cây rồi, bảy thân, bảy thân từ một gốc đó. À. Chín thân, cái này dạng rất là đặc biệt nè. À, từ một cái thân mẹ nó nhảy ra những cái cây con, còn cái này là người ta trồng ghép những cái cây thông lại với nhau, chín cây. Rồi đây là cái trường hợp là gốc khác nhau nè, đó hai cây nè. Rồi đây là ba cây, ba cây ba gốc khác nhau, đây là cây sam núi. Ở đây năm cây, cây này dạng sơ chế, cây là mai chiếu thủy. Rồi đây là 7 cây, 9 cây, này là dạng cũng dạng sơ chế ha, mới bán thành phẩm. Còn đây là cây cây xanh nè, những cây xanh thì lưu ý khi mà mình trồng một rừng cây đó, là đặc điểm của rừng cây là mình phải trồng cho nó cái kích thước cây nó khác nhau nè, rồi cái mật độ dày thưa khác nhau luôn, rồi chiều cao cũng khác nhau, rồi hình dạng nữa, hình dạng là phải có cây đứng cây nghiêng ha, kích thước là cây nhỏ cây lớn, cây cao cây thấp, rồi còn mật độ là dày thưa, còn hình dáng là phải cho nó dáng dáng đứng hay dáng nghiêng gì đó. Đây, ví dụ đây nè, cái này nó rõ nè, thấy không? Tức là những cái cây nào mà đây nè, nếu nó nằm ở dưới cây lớn thì buộc lòng là nó phải nghiêng qua và nó phải cong ra ngoài này, đặng chi đặng nó hướng theo ánh sáng để mà nó hưởng ánh sáng nó sống. Rồi. Ha, có cây bự nè, cây bự thì trồng thẳng, trồng đứng, rồi xen kẽ cây nhỏ đó, tức là cho nó đa dạng, như vậy mới giống như cây tự nhiên. Còn cái này nè, cây này thì kích thước là được rồi đó, kích thước lớn nhỏ khác nhau. Rồi nhưng mà có điều là cái mật độ đó nó không có đồng đều, rồi cái dáng hình dạng nó cũng chưa có hoàn chỉnh ha, thấy có vẻ nó chật chội, nó ngột ngạt quá, nó không có được tự nhiên, không đẹp. Còn nhóm trang trí trên chậu hay bồn cảnh nè, thì cái mục đây là một số cái tên gọi bông kia rồi ha, hoặc là bông sơ kia hay thảo nguyên là thủy thạch bồn cảnh rồi đó. Đây. Cái này thường thường người ta gọi là tiểu cảnh á, gọi chung là tiểu cảnh. Cây này là cây tùng xà nè. Ha. Đó. Rồi cây này cây có thể là cây mai chiếu thủy. Rất là đẹp ha, đây là những người ta gọi là tiểu cảnh. Tại vì ngoài cái cây cổ thụ thì nó còn có đá, rồi có nước, rồi có các cái phụ kiện khác nữa. Rồi trường hợp này là cái tiểu cảnh, là tiểu cảnh cây thiên tế nè, đá này là đá tuyết hoa.
Đây. Rồi, đây bây giờ không phải gọi là tiểu cảnh nữa ha, mà là cái này là gọi là non bộ. Tức là khi mà cái lượng đá nè, cái khối lượng đá mà nó nhiều, rồi cái cây nó nhỏ lại, cái kích thước cây nó nhỏ lại thì trong trường hợp này ta gọi là non bộ. Cái này là tiểu cảnh. À, đây là non bộ. Anh thấy không? Những cái cây nó cây phải cây cây càng nhỏ là núi non càng cao càng lớn thì coi như là cái núi này nó hùng vĩ. Thấy chưa? Đó, cái này là gọi non bộ nha chứ không phải tiểu cảnh. Đây cũng vậy, đây là non bộ, thấy không? Tức là cái kích thước cây nó so với cái cục đá thì nó rất là nhỏ. Cây núi thì núi cao dời dợi nè, để thể hiện là cái hùng vĩ á, hoành tráng á. Cái đặc biệt của cái tác phẩm này đó là cái đá này không phải là đá tự nhiên mà là đá hình thành, mà nó hình thành từ gỗ, gỗ mà nó lâu năm nó bị chôn trong lòng đất á, rồi nó cứng lắm. Nó cứng nó, người ta mới lấy lên người ta chẻ ra để người ta ghép lại. Cái này ta gọi là mộc quá thạch hay là gỗ quá đá. Đây, đây là cũng là non bộ ra. Rồi dựa vào số cây trong một cái chậu thì người ta sẽ chia ra là một cây gọi là độc thụ nè, hai cây là song thụ và ba cây gọi là quần thụ. Tức là cái cách phân loại đó. Rồi. Rồi cái cách phân loại thứ năm nữa là dựa vào đặc điểm của cây, thì người ta sẽ chia ra là lá có cây quanh năm nè, cây có lá quanh năm, rồi cây có lá rụng theo mùa, hoặc là cây nhóm cây có cho hoa hay là cho trái. Đây, đây là những cái cây ví dụ như cái cây cho trái thì có cây kim quýt nè, cây sung, cây khế rồi đó. Rồi một cái cách phân loại sau cùng nữa là dựa vào chủng loại, thì người ta sẽ dựa vào chủng loại để mà người ta căn cứ vào cái phân loại thực vật đó, tức là cái cây đó nó thuộc họ gì, rồi có loài gì gì đó, để mà người ta ghi nhận cái tên khoa học, rồi để mà mình thuận tiện ở trong vấn đề mà mua bán trao đổi đó. Nhất là ở trong trường hợp là mình xuất cây đi nước ngoài đó thì cái cây đó phải phải có tên tuổi rõ ràng, phải có nguồn gốc xuất xứ. Rồi như vậy là hết cái phần phân loại thực vật. Thế xin lỗi, phân loại các loại bonsai. Các anh có hỏi gì không? Hình như cái phần báo cáo của tôi đến đây là hết. Thì nếu có thắc mắc gì từ những cái phần vừa rồi đó thì có thể ý kiến rồi tôi giải thích. À. Dạ. Thì cái mà mình quấn dây mà để quấn dây vô cành ha, để mình tạo dáng cho cái cây bonsai đó, thì thường thường á là nó sẽ tùy thuộc vào từng cái loại cây. Có loại cây nó mau lớn á, cây mà nó phát triển nhanh đó, thì thường thường là nó khoảng khoảng cỡ 2 cho tới 3 tháng. À. Tắt tắt cái máy chiếu được rồi đó. À. Cái 2 tới 3 tháng. Còn còn những có những cái cây mà nó phát triển mà nó chậm á, tức là nó lâu lớn á, thì có thể là trên 3 tháng. À, cái thời gian đó là tùy thuộc vào cái cây. Thứ hai nữa là cái lúc mình quấn dây nữa, có những người quấn dây rất là siết, quấn dây rất là chặt, rồi khi mà uống đó người ta dặn, cái thân cây nữa, thì lúc đó cái cọng dây chì nó càng siết vô thêm. Do vậy mà để mà tháo dây là để nói thời gian thì chỉ nói chung chung thôi, nhưng mà cho nó kỹ đó ha, thì anh phải theo dõi, tức là mình phải quan sát, chứ còn xa cỡ sau 1 tháng là bắt đầu quan sát từ từ được rồi đó. Nếu mà mình thấy bắt đầu cái cọng dây chì đó hoặc cái dây nhôm đó đó nó siết vô, nó đè vô, nó móp cái thân cây, tức là nó móp vô khoảng chừng cỡ 1/4, 1/5 thì không sao, nhưng mà nó móp vô cỡ 1/3 là bắt đầu nguy hiểm rồi đó. Tức là người ta gọi là lúng dây đó, cái dây mà nó lúng vô trong cái thân đó, thì cỡ 1/4, 1/5 thì chưa chưa nguy hiểm, chứ mà nó lúng vô cả 1/3 đó, hoặc là nó lúng vô phân nửa cây là rồi có lúc đó là nguy hiểm rồi đó. À. Do đó chỉ cần khi mà anh thấy nó lúng vô cả 1/3 là có thể mình tháo được rồi, phải theo dõi thôi chứ. Tùy loại cây, có loại cây thì cỡ 2-3 tháng anh tháo cũng được, mà có những cây 4-5 tháng sao cũng tháo cũng được đó.
Còn những cây mà nó lớn nhanh, nó mập nhanh đó, nó lớn phì 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 là bắt đầu nó ép dây liền à, dây nó chìm vô, dây nó lún dây vô. Thì vậy đó. Tại vì sao không? Có một số người người ta cũng làm cái kiểu để cho lún dây vô một chút, để chi? Để cho cái thân cây nó sần sùi, nó đẹp. Nhưng mà nếu mà lún quá thì cây nó siết quá thì cây nó sẽ bị chết. Nó yếu quá. Nó yếu rồi cái chỗ nó siết quá cái thở nãy nó gãy ngang luôn. Vì vậy mà để chắc ăn là nên theo dõi. Chừng cỡ 2 tháng, 3 tháng là theo dõi được rồi đó. Rồi là mình thấy bắt đầu nó lún, lún 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 dây nó mốt mốt vô á. Rồi là mình thấy ra. Với cái nữa lúc quấn dây thì thầy Nhẫn cũng có hướng dẫn không? Anh chưa ha. Là lúc quấn dây á, thì những cái bài sau tôi sẽ hướng dẫn cụ thể. Là cái dây á, là phải mình phải quấn cho nó đúng theo cái chiều uốn của cái cành cây. Thứ hai nữa là cái phần nhôm đó, dây nhôm đó nó phải nghiêng so với cái thân cây một góc là 45 độ. Ha. Thì như vậy thì cái cành cây nó mới dễ uốn, mà lúc mình quấn là mình phải quấn cho nó ôm sát vô. Cái đó thực hành á, thực hành nữa anh hỏi kỹ thầy Nhẫn thì Nhẫn sẽ giải thích rõ hơn. Rồi cái cách neo dây nữa, cái cách mà quấn vô thì trước khi quấn mình phải neo, neo làm sao để cho nó cứng. Lâm có hỏi gì không? Anh còn câu hỏi nào nữa không? Cái cây bông giấy rồi mới anh nói là mình cắt cành nó hay bị mục luôn rồi mình làm sao khắc phục cái đường bị mục. Dạ. Thì để mà khắc phục cây bông giấy bị mục hoặc là những cái cây khác cũng vậy, lúc mà mình cắt cành á thì thường thường người ta sẽ tha keo. Mà keo mà phổ biến bây giờ, keo mà làm cho nó liền thẹo á, như bằng keo liền thẹo, liền da đó là keo Mỹ Tiến. Rồi còn một vài cái sản phẩm khác nữa, nhưng mà keo Mỹ Tiến thì nó bán giá nó rẻ với nó phổ biến, người ta sử dụng cũng nhiều. Keo Mỹ Tiến ha, nó màu hồng, khi mình tha lên vậy đó thì nó sẽ liền da rất là nhanh. Rồi nó chống thấm luôn. Nó cái chỗ cái phần gỗ đó nó không có bị thấm nước, nó không có bị mục. Rồi, có nhiều người ta kỹ nữa đó, sau khi tha keo rồi ta lấy cái giấy mà giấy bạc đó. Giấy bạc á ta dán lên. Thì như vậy là để cho nó phản quang, tức là ánh sáng nó chiếu vô đó nó không có làm nóng cái mặt cắt đó. Nó phản chiếu ánh sáng ngược lại thì nó làm chỗ cái vết cắt đó cho nó mát. Nó không nóng. Rồi còn cái keo thì nó sẽ kích thích làm cho cái nó liền da, tức là cái chỗ mô cái vỏ cây đó, cái mô lipe đó nó tạo thành cái callus, rồi cái nó bao 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 từ từ lên. Chứ còn nếu mình không có tha đó ha thì nó lâu liền da lắm, mà mình nó lâu bao cái miệng cắt lại thì có thể nó bị mục chỗ đó. Keo Mỹ Tiến ha, lại mấy cái cơ sở có hết rồi, mấy cái cơ sở bán hoa kiển giờ hỏi nó có, nhất là lại chỗ Ma Nhẫn đường Nguyễn Văn Linh đó. Cái Nguyễn Văn Cừ nó dài chứ. À. Đâu đó đồ nghề đâu có bán đủ hết á. Kìm kéo cưa rồi keo rồi các cái loại giá thể. Rồi vậy thôi mình kết thúc ha. Dạ.